Trước khi vào video, mọi bỏ ra 3 giây để like và đăng ký giúp mình nhé. Một cô gái nhỏ đang nằm trên bãi cỏ, bỗng một âm thanh thần bí làm cô thức giấc. Tiếng nói ấy phát ra từ trên cao, muốn cô bé trở thành thần trí tuệ của họ. Đó chính là ký ức của cô Tô Cô. cô mở mắt cầm chiếc gậy đi về phía một chàng trai, nói mình là ân nhân cứu mạng của cậu ấy. Cô Tô cô kể lại lần đầu gặp hai người cô đã đỡ du khỏi ngã. Khi cậu cười cảm ơn cô bé, cô, tô cô đã đỏ mặt. Cô ví Kuzo như những chú linh dương trắng thau tưởng chừng vô hại nhưng lại mạnh mẽ. Lúc đó cô, tô cô đã trúng tiếng xét ái tình với người trước mặt. Kuzo nhớ ra chuyện hai năm trước liền cười đáp lại. Ngay lập tức cô, tô cô cũng ngồi xuống giới thiệu tên mình. Cách kể tên đặc biệt tới nỗi Kuzo ngẩn to te và đáp lại một cách khách sáo. Bỗng To tô, tô nhắc về chuyện cậu bị bạn gái cũ đá. Cũng là hai năm trước sau khi cô, tô cô cứu cậu, bạn gái cũ tên Saki đã xuất hiện đầy oai phong rồi đưa Kuzo đi. Điều ấy làm cô Toko tò mò đi hỏi chuyện của những y tá trong viện và phát hiện mối quan hệ giữa họ. Ngay cả khi ra khỏi viện cô cũng nhìn thấy cảnh hai người yêu đương, nhưng có một lần Kuzo lại một mình đi đến bệnh viện với khuôn mặt ủ rũ. Cô Toko đem chuyện này kể với cậu ở hiện tại. Cô đề nghị muốn hẹn hò với anh trai trước mắt. Câu nói thẳng thắn này khiến Kuzo sừng sốt một hồi. Nhưng cậu cũng cảm thấy cô gái trước mắt có phần thú vị. Chợt cô Toko hỏi lý do vì sao Saki chia tay Kuzo. Câu hỏi đó khiến Kuzo se sẩm mặt mày cô toko liền chĩa cây gậy về phía cậu hỏi rõ ngọn ngành Kuzo liền kể câu chuyện cuối năm ngoái khi cậu và saki đi kyoto du lịch một chuyến trong lúc đang nắm tay nhau dọc bờ sông một con quái vật xuất hiện nó nhìn chằm chằm vào hai người và hét lên dường như đối với họ đó là một sinh vật vô cùng đáng sợ nghe đến đây cô toko phải giải oan cho Kappa. thực chất con quái vật này là đám lanh lợi có thể cho lời khuyên về bim bim hay là sushi nhưng thứ mà Kuzo gặp là loại sẽ kéo người ta xuống đáy sông và hút cạn dịch thể của con người Từng có người bị phát hiện chết đuối ở khu vực đó và được chẩn đoán là tai nạn. Khi nhìn con quái vật Saki đã hét lên và ôm chặt lấy Kujo, cậu thuật lại cô người yêu của mình đã hét lên một tiếng thất thanh run rẩy rồi chạy biến đi. Sau đó Kujo bị Saki nói không ngờ cậu là con người như vậy. Từ đó cả hai khó nói dần, rồi Saki viện lý do sẽ rời nơi đây để đi làm và lấy chuyện đó để chia tay Kujo. Dường như câu chuyện này khó có thể tin cho được, Kotoko cô cô cũng đã nhận ra điều đó nên chỉ ra Kujo vẫn chưa nói Saki chạy trốn là vì ai. Kotoko nói tiếp con Kappa đã bỏ chạy khi nhìn thấy người bên cạnh Saki là cậu, cô còn tiếc cho con quái vì vô tình gặp phải Kuzo giữa đêm. Saki sau khi thấy Kappa bỏ chạy vì trông thấy người yêu mình liền sợ hãi mà tự hỏi Kuzo là thứ gì nên mới nói rằng không ngờ cậu là con người như vậy. Koto cô Kotoko hỏi liệu suy đoán của mình có thật không, Kuzo ngay lập tức phủ nhận. Anh nói rằng mình không có ý định nói sự thật với cô vì dù sao Kappa cũng không có thật. Nhưng người mà Kuzo đang nói chuyện là thần trí tuệ của đám ma quái. Cô hiểu rõ từng chủng loại của bọn chúng cô tô ha biết đám quái vật đang ẩn náu khắp nơi và có thể đang lắng nghe cuộc trò chuyện này cuzo thì lại thắc mắc cô tô cô là thứ gì mà dám khẳng định những điều đó là thật cô tô cô thành thật trả lời vào năm 11 tuổi cô đã bị bắt cóc khoảng hai lần một tuần và ở nơi sâu thẳm trong núi những loài sinh vật lạ đã cầu xin cô tô cô trở thành thần trí tuệ của chúng sở dĩ những sinh vật này làm vậy vì chúng cần một kẻ cho mượn trí tuệ giải quyết mâu thuẫn và cô tô đã đồng ý lời đề nghị đó ngay lập tức chúng gọi cô, tô cô là công chúa điện hạ và cũng từ đó mỗi khi có xung đột hay vấn đề cần giải quyết, cô Tô Cô sẽ đứng ra làm người phân xử. Cô Dô nghe xong cũng bán tín bán nghi. Vậy nên cô bảo anh hãy về đọc báo của 76 năm trước. Một cô bé lớp 6 tiểu học bị mất tích và hai tuần sau khi được phát hiện, cô đang ngủ thoải mái trên công viên với một chân trái bị cắt và móc mất mắt phải. Nói rồi cô Tô cô vén tóc lấy ngón út chạm vào con mắt giả của mình. Điều này làm cô Dô sửng sốt. Cô Tô Cô tiếp tục đá chân nhẹ làm váy tóc lên lộ ra chiếc dây cột chân giả của mình. Nói rồi cô rời đi để lại Kuzo đứng chơi trọi, khi đang lên xe, một con ma xuất hiện bò ngay trên đầu cô bé. Hắn rơi xuống rồi lo lắng nhìn xem công chúa Điện Hạ có làm sao không. Vì còn mong muốn đọc hết tiểu thuyết Harley Quinn mà đến giờ con ma này vẫn chưa siêu thoát được. Nó đã rất bối rối khi thư viện bị Kuzo chiếm chỗ. Cô Toco biết điều đó nên càng muốn đẩy nhanh tiến độ tiếp cận cậu hơn. Trở lại 7 năm trước khi người ta tìm thấy cô Toco trong cơ thể một chân mất và mắt bị chọc, mọi người đã đưa cô đến bệnh viện và kiểm tra vết thương trên cơ thể sau hai tuần thì cô toko cô bình phục và được một người thân chăm sóc. lúc này cô đã có thể nhìn thấy ma thú, con thú đen giúp cô khuấy sữa. cô toko cô cũng im lặng uống và nói không nhớ gì. trở lại với thời điểm hiện tại, cô toko cô đến gặp Dô. cậu vẫn bài trừ con mắt và chiếc chân giả của cô. khi hai người đang nói chuyện, một con người bất chợt biến thành con trồn lao đến nhờ Dô cứu giúp. kết giới của thư viện đã bị phá bỏ nên chúng không thể dùng phòng đó nữa. cô toko cô nhân cơ hội kéo Dô đến giúp, cậu không còn cách nào khác cõng cô lên thư viện. Con ma ở xe buýt bị đánh tơi bời nằm gục dưới sàn khiến Kuzo phát hoảng. Chợt một con quái vật to màu đỏ đi từ cầu thang xuống uỳnh uịch, Kotoko cô cô đứng ra nói lý lẽ thì bất ngờ bị nó lao vào ngoác cái mồm rộng ra định vồ lấy cô bé. May thay Kuzo bắt kịp cô rồi chạy trốn. Quái vật đuổi theo, Kotoko cô cô nhân cơ hội cầm bình cứu hỏa phun về phía quái vật. Cô chạy lên đập mạnh chiếc bình vào đầu nó nhưng bị hất văng ra dễ dàng. Vẫn là Kuzo kịp thời bế Kotoko cô cô vào lòng, cậu ôm lấy cô bé rồi giơ tay để quái vật trực tiếp gặm cánh tay mình khuôn mặt bình thản đến đáng sợ khiến cô tô cô trách mắng cậu nhưng tay kujo nhanh chóng hồi phục con quái vật ăn phải cánh tay của kujo lập tức nổ toác rồi chảy ra chất lỏng chỉ còn lại bộ xương cô tô cô hoảng sợ nhìn người trước mặt cô cũng hỏi rốt cuộc cậu là thứ gì kujo liền bình tĩnh trả lời lúc 11 tuổi cậu đã ăn ngấu nghiến thịt của hai con ma thú ngày hôm sau kujo cầm một bó hoa đến thì bất ngờ gặp cô tô cô thần trí tuệ mang vẻ ngoài là một cô bé đứng trước mặt cậu con ma trong váy cô vì quá sợ nên lập tức bỏ chạy sau đó, Kotoko và Kuzo đi dạo trong vườn. Đám ma thú đã đồn thổi về sức mạnh của cậu và coi Kuzo là quái vật đáng sợ. Nhưng cái Kotoko quan tâm trong trận đánh vừa rồi là cánh tay của cậu. Cô sợ cờ rút mình sẽ bị thương. Nhưng Kuzo bình thản chứng minh bằng cách nắm lấy gai hoa hồng. Máu chảy ra nhưng mau chóng lành lại một cách thần kỳ. Kotoko nhận ra người trước mặt hẳn đã ăn thịt nhân ngư để trở nên bất lão bất tử. Nhưng trong vẻ ngoài của Kuzo không có gì là bất lão cả. Cậu liền trả lời mình đã ăn thịt một con quái vật khác khi cô đang có ý định hỏi thêm thì Kuzo đánh chống lảng và đi mất cô liền gọi cậu lại cô muốn Kuzo đi cùng mình đến thăm đại xà trong núi nhưng Kuzo coi việc đó là vô cùng nguy hiểm vì trên thực tế cô không có sức mạnh nào cả trừ việc hiểu và chạm được vào người các sinh vật kia và dĩ nhiên anh cũng từ chối luôn lời mời của cô đêm tối ánh trăng bỗng chuyển đỏ cô vừa bực tức vừa ngồi kiệu đi đến đại xà khi đến một hồ nước tối tăm ánh sáng vàng xuất hiện đằng sau khiến cô há hốc mồm đại xà cuốn quanh cây rồi chào đón cô tô cô nồng nhiệt vì thế giới phát triển nhanh nên những con thú ở đây không biết mình đang ở thời đại nào chúng chỉ có thể mời cô tô cô ngồi trên chiếc ghế được làm thủ công bằng gỗ thần trí tuệ ngồi vào nhiệt tình kể câu chuyện mình bị từ chối cho mọi người nghe cô đã đến tận nhà cuzo và ngửi thấy mùi súp thịt heo ngon lành nhưng cuzo không có ý định mời cô ở lại ăn cậu đưa cô áo khoác và xịt thuốc côn trùng vào người cô tô cô, sau đó ném cô ra ngoài cửa vẫn may cuzo còn chút tình người để cho cô tô cô một chút canh thịt heo mang đi Cô giận dữ trách mắng Kuzo là người vô tâm đã để cô, cô đi gặp mãng xà có thể ăn thịt người một mình. Con rắn khổng lồ nghe xong sợ hãi giải thích, đến loài người nó còn sợ huống chi là thần trí tuệ. Nhưng đại xà cũng sẽ ăn con người nếu họ không đem theo vũ khí đáng sợ. Lúc này cả hai đều mải buôn chuyện mà không biết Kuzo đã tìm đến từ lúc nào. Đại xà bắt đầu kể về cái xác chết nổi giữa đầm này. Khi nó được vớt lên, mọi người đã nhận thấy một vết đâm bởi dao sắc trên ngực. Họ cho rằng đây là một vụ mưu sát. Các ngón tay của thi thể đã khô cong nhưng cảnh sát vẫn điều tra ra nạn nhân là một nhân viên ở công ty kiến trúc. Và kẻ tình nghi là một phụ nữ 30 tuổi đã bị bắt giữ. Cô ta đã tự thú nhưng vì còn vài điểm nghi vấn cảnh sát hiện vẫn điều tra để củng cố chứng cứ. Đại xà kể lại mình đã nhìn thấy cô gái kéo xe ba gác chứa nạn nhân và đẩy xuống hồ. Nó nhớ rõ khuôn mặt của hung thủ như muốn phi tăng chứng cứ. Vì không buộc thứ gì vào xác nên nạn nhân nhanh chóng nổi lên và bị phát hiện. Cô gái ấy còn nói nếu bị phát hiện thì càng tốt. Điều này khiến mã xà vô cùng bận tâm cô Tô cô liền kể lại lời thẩm vấn. Cô gái đã mong rằng mãng xà sẽ ăn xác người. Vì nhà của hung thủ nằm ngay dưới ngọn núi nên từ bé cô ta đã được nghe kể về truyền thuyết đại xà ăn thịt người, vì thế nên đã đánh liều đem cái xác tới. Cô Tô Cô giải thích cặn kẽ những gì đại xà muốn biết. Vì tính cách tỉ mẩn nên nó đặt ra những câu hỏi vô cùng oái oăm. Cô Tô Cô đã bịa ra một câu chuyện về cái chết của bạn trai Tanio. Năm năm trước, Tanio có bạn trai là Machi, thế nhưng anh lại chết bên một thi thể phụ nữ khác một phụ nữ cùng công ty và có vẻ như đây là tự sát tập thể. Bạn trai Tanio đã biển thủ một số tiền lớn. Khi không thể trốn tội, hắn đã thuyết phục cô gái tự sát cùng. Sau đó Tanio đau lòng trở về nhà cũ. Cô tự nhốt mình trong nhà 2 năm nhưng chuyện xảy ra buổi tối đã thay đổi cuộc đời Tanio. Nạn nhân đã tới nhà cô và xin lỗi về việc trốn tiền biển thủ. Khi bị hai người phát hiện, Hizo đã giết họ và trốn tội. Nhưng sau đó công việc của hắn trở nên tồi tệ. Những bất hạnh cứ thế ập đến khiến Hizo nghĩ nếu xin lỗi bạn gái người mình giết thì ông trời sẽ tha thứ nhưng điều đó đã làm nổi lên sắc khí của Tanyo. Đó chính là lời khai của hung thủ, nhưng thực tế Hizo cũng đã liên lạc với em trai của người mình giết sau đó nói về chuyện xảy ra những năm trước. Nhưng vì chỉ nói chuyện qua điện thoại người em mải mê công việc đã không chú ý tới ông ta. Thế nên Hizo đến gặp Tanyo trước và khi cô nhận ra mình đã giết ông ta, Tanyo lôi xác Hizo vào chiếc xe ba gác. Bởi vì mưa lớn nên xác đã bị phát hiện sau một ngày, Tanyo kể lại từng tận chi tiết vụ án cho cảnh sát nghe. Cô nêu chỗ giấu hung khí, Đến lúc này cô Toko đã bịa ra câu chuyện để lấp vào những luận điểm còn thiếu. Người em của bạn trai Tanio vì lo lắng cuộc điện thoại làm phiền nên đã gọi điện hỏi thăm cô. Nhưng vì vậy mà cậu xuất hiện trong lần gặp mặt giữa Hizo và Tanio và nghe về câu chuyện của anh mình. Chính cậu là người đã đâm nạn nhân và Tanio đã thay em trai người yêu cũ trốn tội. Cô cố gắng xóa mọi dấu vết nhưng không thể phủi mọi bằng chứng bên ngoài nên Tanio đã ném cái xác xuống đầm như một vật tế cầu mưa. Và câu nói bị phát hiện càng tốt là để ám chỉ nếu đại xà nhìn thấy xác sẽ nổi giận và chút mưa xuống. Nhưng nó vẫn thắc mắc tại sao Tanio không nói trời đổ mưa thì tốt. Đó là do cô sợ có người chứng kiến nên làm vậy để đánh lạc hướng. Câu trả lời này khiến đại xà cuối cùng cũng hài lòng. Con quái trong người Kuzo cũng tỉnh dậy và bay đến chỗ anh em mình. Cô Tô Cô thấy Kuzo liền vui mừng. Cậu cũng đi đến bên cô thì thầm to nhỏ. Nhưng mãng xà giờ vẫn muốn biết sao hung thủ lại vứt hung khí xuống đầm. Cô Cô bình tĩnh trả lời. Đó là do hung thủ muốn cảnh sát tìm đồ cho mình. Nhưng vì cái đầm rộng lớn nên việc tìm lại là bất khả thi nên cô đã ném con dao xuống nước để nhờ sự tìm kiếm của cảnh sát. Việc lời thì thầm của Tanio cũng là do cô ấy mong điều mà mình vứt xuống trước đó được tìm thấy. Cô Toko cũng giải thích luôn lý do vì sao hung thủ lại mất công vứt xác ở một nơi xa như vậy. Tanio muốn cảnh sát tìm thấy nơi này nên cũng đã tự thú, dần dần những câu trả lời được hé lộ. Cô Toko cũng giải thích vì sao hung thủ phải tìm được món đồ đó. Có lẽ vì đó là kỷ vật với bạn trai cô, người mà Tanio từng cho là kẻ phản bội. Đại gia nghe xong liền muốn biết thứ đó là gì. Tokoto đã đến gần đầm và nhìn xuống dưới. Cô nghĩ đó là một thai nhi. Khi bạn trai mất, Tanio đã trở về quê hương. Lúc này cô nhận ra mình đã mang thai con của kẻ phản bội. Vì đứa bé không có tội nên Tanio đã không xử lý nó. Cho đến một ngày cô ta sẽ thai khi đứa nhỏ còn non. Không thể nói với ai, cô đã đem nhục thể ném xuống hồ. Khi người yêu được rửa oan, Tanio ân hận vì hành động của bản thân nên muốn tìm thấy hài cốt của con mình. Nhưng cô Tô cô nói đầm lầy được các ma thú vệ sinh định kỳ mà đứa bé bị ném xuống tầm 4 năm trước, nên có lẽ hải cốt không còn nữa. Đại xà có câu trả lời của mình đã cảm ơn thần trí tuệ. Cô Tô Cô và Cô cùng nhau ra về, lúc này cô mới nói thật rằng mình đã cử một hồn ma tới nghe ngóng phòng giam của Tanyo. Cô ta đã chăn trở sao đại xà không tìm được cái xác. Cả hai ngồi trong xe bàn luận về cái kết thật sự của câu chuyện. Vì biết đại xà sẽ không tin chuyện đó nên cô Tô Cô đã bịa ra một câu chuyện hợp lý hơn. Cô cảm thán sức mạnh của cô gái trước mặt. Họ cũng từ từ xác nhận mối quan hệ hẹn hò. Cô, cô nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Kuzo và thiếp đi. Hai năm sau, một người tóc vàng đang nói chuyện với bạn trong xe thì bất ngờ nhìn thấy một cô gái ngực bự đứng giữa đường. Anh ta hoảng hốt tránh né thì bị đâm vào hàng rào rồi rơi xuống nước. Cô gái thần bí cứ thế biến mất trong đêm. Ba ngày sau Saki đang cùng đồng nghiệp ăn cơm và bàn luận về vụ tai nạn. Theo lời của người lái xe cậu ta đã nói mình nhìn thấy cô gái cầm thanh sắt 2 mét mặc váy ngắn với khuôn mặt đen xỉ xuất hiện đột ngột khiến cậu mất thăng bằng. Lúc này Saki nhắc đến vụ tiết nhân Nanase. Cô đã nghe đồng nghiệp kể về cái chết của nữ idol và lời truyền tai nhau vong linh của cô gái đó đến thành phố này đem theo cây gậy sắt 2 mét. Tuy không tin nhưng ở hiện trường 3 ngày trước, khi Saki đang cứu cậu trai tóc vàng, cô đã nhìn thấy một vệt đen biến mất. Saki đem chuyện này kể với đồng nghiệp và dường như có vài vụ báo cảnh sát về thiết nhân đi khắp nơi trên thành phố. Cả hai cùng ngồi bàn luận về thiết nhân Nanase. Dường như sự xuất hiện của nó càng ngày càng nhiều, nhất là ở các vùng ngoại ô. Saki mải mê suy nghĩ về thiết nhân. Cô mong rằng đồng nghiệp sẽ giúp mình trong vụ án lần này. Cô khẳng định mình đã nhìn thấy quái vật. Đó là khi chiếc cốc trên tay Kuzo vỡ làm máu anh tuôn ra nhưng rồi chảy ngược lại. Nghĩ đến cảnh đó Saki liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn. Cô lại nhớ đến cảnh mình gặp quái vật. Khi đang sợ hãi ôm lấy bạn trai cũ, Kuzo lại nhìn nó một cách đáng sợ khiến quái vật bỏ chạy. Đó cũng là lý do cô rời khỏi bạn trai. Lúc này Saki trở về nhà, cô bất ngờ gặp cô, tô cô bị ngã và đỡ được nhưng cả hai chưa trò chuyện được lâu thì thiết nhân Nana xe xuất hiện khiến Saki hoảng sợ. Cô run rẩy tiến về phía trước, né đòn đánh của thiết nhân rồi đấm vào bụng nó, nhưng dường như Saki không thể chạm vào thiết nhân, cô bị ngã lăn ra. Khi thiết nhân sắp dùng gậy đánh Saki thì cô Toko chạy ra đẩy nó, cô bé nhanh chóng nhảy lên thanh sắt và đạp một phát vào mặt thiết nhân. Chiếc chân giả bị rơi ra khiến cô bé ngã xuống. Thiết nhân cũng biến mất ngay sau đó, Saki nhặt chiếc mũ của cô Toko lên rồi hỏi sao mình không thể chạm vào quái vật như cô bé. Nhưng câu trả lời thần bí của cô khiến Saki không kìm được mà giữ tay cô Toko lại mời về nhà. Dường như cô Toko cũng nhận ra người trước mắt là người yêu cũ của bạn trai mình. Cô bé giới thiệu lần nữa, nhấn mạnh mình là bạn gái của Kuzo. Ngay lập tức cô bị Saki đấm nhẹ một cái vào mặt. Cả hai mở cửa bước vào phòng. Saki dùng băng gâu chữa trị cho cô Toko rồi hỏi han về bản thân cô bé. Cô Toko thành thật trả lời. Cô bé nói mình đã từng gặp Saki 4 năm trước nên cô không nhớ là lẽ dĩ nhiên lúc sau Saki hỏi về mối quan hệ của cô Toko với Kuzo. Dĩ nhiên đây là lời nói dối, cô Toko liền dơ những bức ảnh ra làm bằng chứng. Tuy nhiên nhìn vào chúng có thể thấy Kuzo hoàn toàn không thoải mái khi ở bên cô Toko. Biết không vạch trần lời nói dối của cô bé được nên Saki thở dài đi đun nước. Cô Toko nói rằng điều khiến mình hợp với Kuzo chính là do họ không hẳn là con người. Saki giới thiệu mình là vu nữ, người hòa giải giữa các loài với nhau. Saki nghe vậy liền buông một câu, mất lần đầu thì sao làm vu nữ được hai người bắt đầu nói chuyện về thiết nhân Nana na Xe. Bên hình sự đã nhận ra sự bất thường trong thành phố nên họ đã tiến hành điều tra. Tuy chưa có báo cáo thương vong nhưng có lẽ cũng chỉ sớm muộn vì sát nhân Nana na Xe xuất hiện vừa rồi hung bạo hơn lời đồn nhiều. Nếu cứ để mặc thứ đó thì án mạng chắc chắn sẽ xảy ra. Đây cũng là điều mà cô Toko vô cùng lo sợ. Thực chất những thủ phạm mập mờ không rõ chân tướng thế này không ai nghĩ có thể gây ra vụ việc gì lớn cả nên cảnh sát không nhúng tay vào tham gia. Tuy nhiên thiết nhân Nana na Xe lần này vô cùng lộ liễu. Những yêu quái và vong linh chân chính vì sự xuất hiện của thứ đó đã lâm vào sợ hãi và phải đi hàng trăm cây số tìm kiếm sự giúp đỡ của cô Toko. Saki nghe vậy tự hỏi vì sao cô bé không đi cùng Kuzo, nhưng rõ ràng là cô Toko đang lảng tránh. Cô liền thành thật nói Kuzo đã đi đâu từ một tuần trước và để lại lời nhắn đừng tìm cậu ấy. Hai người bắt đầu cãi lộn. Nhưng cô Toko biết Kuzo sẽ không sao nhờ thể chất đặc biệt của cậu. Cô quyết định lên đường giải quyết con quái vật trước. Saki phát hiện một mắt cô bé là giả, đó cũng là lý do cô Tô Cô có thể nhìn thấy quái vật và ma thú. Cô bé rời đi và bước lên một bộ xương khổng lồ di chuyển giữa lòng thành phố. Saki ngồi trong phòng tìm kiếm về sát nhân Nanase. Trước khi biến thành như vậy cô ta là người được giám đốc công ty đào tạo tài năng tuyển trực tiếp. Lúc đầu chưa có gì nổi bật cả nhưng một năm sau khi ra mắt, Nanase được nhận làm nhân vật chính phim truyền hình tối muộn. Cô ta bắt đầu nổi tiếng. Và rồi cứ vậy. Nanase Kazin dần xuất hiện hơn trên TV và radio cô ta được đánh giá cao ở đầu óc nhanh nhạy và khả năng đối đáp. Và cô ta cũng đỗ ngay Đại học Quốc lập nổi tiếng chỉ với một lần. Việc này cũng gây xôn xao dư luận, từ thành tích nhìn vào có thể nói đây là một người thành công. Dù vậy, cô ta cũng chỉ dừng lại là một thần tượng hơi nổi mà thôi. Có lẽ vận may đã gây rắc rối cho Nana xe khiến nhiều người ghen ghét cô ta. Nguyên nhân đản sinh ra thiết nhân Nana xe chính là cái chết của cô ta. Vào năm 19 tuổi, Nana xe khi đang trên con đường thăng tiến thì cha mất. Cái chết ở cầu thang nhà riêng được cho là một tai nạn. Tuy nhiên 11 tháng sau vụ án đã được lật lại và có tin đồn Nana Sekazin đã giết ông ta và cố giàn dựng như một vụ tai nạn. Thêm nữa người cha cũng có một khoản bảo hiểm nhân thọ tương đối lớn. Trước lúc chết một tháng ông cũng đã than thở với bạn thân rằng con mình đang coi thường ông. Bút ký của người cha về việc Nana Se có, có sát ý với ông ta cũng được phát hiện 5 tháng sau kể từ sau khi xảy ra sự cố. Câu chuyện bùng nổ trên mạng. Ngay sau đó mấy tạp chí tuần hay báo thể thao đăng bài lập tức. Giám đốc sáng tạo vô cùng nổi giận với Nana Se. Và thế là cô dừng hoạt động. Nana xe lang thang khắp các khách sạn, lẩn tránh áp lực dư luận. Và rồi cuối tháng 1 đã ra tới thành phố Makuzazaka này mà chẳng hề hay mình sẽ ra đi ngay gần khách sạn. Saki đã nói nghi ngờ của mình cho Tezada. Cô nghĩ Nana xe có thể là một vong linh. Nhìn về quá khứ của cô ấy thì có khả năng cao Nana xe hiện hồn về. Tezada liền phân tích, khác với những chuyện tâm linh. Nana xe trông giống thứ gì đó được tạo ra. Cô ta mặc chiếc váy ngắn với khuôn mặt biến dạng cầm thanh sắc quang quật khắp nơi, Điều này dường như phản ánh những gì mà xã hội đã đẩy cho cô ta dẫn đến cái chết. Một cô gái hiện hồn về mà ăn mặc như vậy dường như rất bất bình thường. Tezada nhận định có thứ gì khác ẩn sau đó chứ không phải là tự ý chí của Nanase. Điều này khiến Saki trầm ngâm suy nghĩ, cô dường như hiểu ra Nanase gần giống một phong linh. Cả hai bắt đầu ngồi thảo luận về đống tài liệu về Nanase Kazin. Mặt khác, cô Toko cũng đang tự nghiên cứu về Nanase. Cô nhận ra một thứ có sức mạnh như thiết nhân Nanase lại không có chút ý thức nào. Cô ấy trông giống như một hình nhân trống rỗng. Cô Tô cô nhìn bức vẽ trên mạng về thiết nhân. Đây được cho là dáng vẻ của Nana Se khi còn sống. Nhưng dường như những chi tiết trong bức vẽ giống hoàn toàn những gì cô nhìn thấy. Đây như kiểu được vẽ từ người trực tiếp nhìn thấy Nana Se. Dường như cô Tô Cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của Saki. Ngay lúc này cô ấy cũng đang điều tra về cái chết của Nana Se, theo lời khai của một ông lão. Vì nghe thấy tiếng sắt rơi nên ông ra kiểm tra. Những thanh sắt đè bẹp Nana Se khiến cơ thể từ phần cổ cô trở lên bị dập nát khi mọi người dỡ những thanh sắt lên theo như những giấy tờ thông tin mà cô gái mang theo cảnh sát nhận định đây chính là nana Kazin. kết luận điều tra chỉ ra đây là một tai nạn tuy nhiên chị gái nana se đã có phát ngôn gây sốc khi saki đang mải mê suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đánh thức cô cô sợ hãi vì tiếng động phát ra từ cửa sổ một con yêu quái đỏ cưỡi trên con quái khác đi xuyên vào phòng con quái giới thiệu mình là mộc mị đến theo lời chỉ dẫn của độc nhãn độc cước saki nhận ra người quen nên bình tĩnh hỏi cô Toko muốn biết thêm về cái chết của nana Sekazin để tìm cách tiêu diệt thiết nhân lúc này ở chỗ tokoto Tô Tô đang ăn tối một vong linh trẻ con xuất hiện thông báo cho cô Tô Cô biết thiết nhân đang ở gần đây cô Tô Cô liền đứng dậy xoa đầu cậu nhỏ rồi đạp xe đến chỗ thiết nhân lúc này cô ta đang tấn công một người và đó chính là toko Tô, Tô bất ngờ và trốn ở đằng xa nhìn hai người lúc này saki cũng đạp xe tới cô định lao vào cứu người thì cô Tô Cô ngăn lại cả hai nhìn Kuzo đang né đòn đánh của nana xe bất ngờ cậu bị vấp vào lon rồi té ngã nana xe lao tới đập thanh sắt vào đầu cuzo Mặt cậu nát bét khiến Saki sợ hãi. Nhưng Kotoko cô cô lại vô tình bình tĩnh. Vì bất tử nên Kuzo nhanh chóng thu lại đống máu và hồi sinh. Cậu đi một mạch đến chỗ Nana na xe rồi dừng chân né được đòn của cô ta. Thế rồi Kuzo kẹp cổ thiết nhân từ đằng sau. Dường như Kuzo đã có được năng lực quyết định tương lai sau khi ăn thịt nhân ngư. Tuy nhiên còn phải kể đến những thế hệ trước trong gia tộc của cậu. Vì tham lam nên những người trong nhà đã ăn thịt kudon. Một yêu quái đầu người thân bỏ, nói tiếng người và sẽ chết ngay sau khi tiên đoán. Tuy đon có những tiên đoán tốt về vụ mùa bội thu hay sự phồn vinh của gia tộc, nhưng đa phần là tai họa và chắc chắn trở thành sự thật. Những người ăn được thịt Cudon đều có những kết quả khác nhau. Có người vì không hợp nên đã lăn ra chết ngay sau khi ăn. Có người thì ngất suốt một tháng rồi chết. Cũng có người dự đoán tương lai xong rồi chết. Gia chủ đã lặp lại việc đó nhiều lần đến khi tất cả mọi người mang khả năng tiên đoán đều chết. Cuối cùng ông đưa ra quyết định táo bạo chỉ cần người kia có năng lực bất tử thì có thể ăn được cu đon. Nhưng rồi, số người hy sinh sau khi ăn lại tăng lên vượt bậc. Đến bao lâu đi nữa thực nghiệm cũng đều bất thành. Rồi thời gian trôi, những tưởng tội ác đều đã qua đi. Thì những đứa trẻ được cho ăn một bàn thức ăn bao gồm cu đon và cá. Chúng đều ho chảy máu và chết đi chỉ có Cujo là sống sót. Người bà khi thấy vậy liền cầm dao ra thử nghiệm. Và cứ như vậy Cujo lớn lên với vô số lần bị giết và đánh nhưng không hề cảm thấy đau đớn. Thí nghiệm của gia tộc đã thành công, tuy nhiên nó biến Cujo thành một thứ phi nhân loại. Dù bị Nana xe giật tay hay cào rách mặt Cujo cũng không hề hấn gì anh đẻ thiết nhân nana xe xuống đất rồi vặn cổ cô ta tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì nana xe đứng dậy và nắn chính đầu mình cô toko liền đứng ra can thiệp khiến thiết nhân lẩn trốn Kuzo tiến đến chỗ hai người chào hỏi saki cậu hoàn toàn bơ cô toko cũng đang đứng ở đó điều này khiến cô bé tức giận chạy ra phía sau lưng của Kuzo. cậu không còn cách nào khác thừa nhận mối quan hệ yêu đương của mình với cô toko cho bạn gái cũ mọi người cùng về nhà saki thế nhưng lúc này Kuzo chỉ nhìn chằm chằm chủ nhà mà không thèm chú ý tới Tô. -cô -tô cậu làm cô toko tức giận không thôi kujo ân cần hỏi thăm saki cậu cảm thấy có lỗi vì đã chia tay mà không nói lời nào cả ba bắt đầu nói về thiết nhân nanase chuyện kujo đến gặp nanase chỉ là do quái vật nhờ vả nhưng dường như họ chưa tìm ra cách để tiêu diệt nanase thiết nhân này được sinh ra từ ảo tưởng của con người những câu chuyện lan rộng ra về một nhân vật không có thật nhưng khi nó được đặt tên thì quái vật đã thành hình chúng sẽ bắt đầu có máu thịt và trở nên hiện hữu bằng những lời tiêu diệt của con người tuy nhiên chúng sẽ dễ dàng biến mất sau một thời gian như nana xe là do internet thành hình nên mạng lưới rộng rãi chính bức hình minh họa ở đầu trang bách khoa về nana xe đã giúp thiết nhân có hình dạng và trở thành thật bằng sự tưởng tượng của con người nó đã biến ra một vong linh cô tô cô biết rằng quái vật trí tưởng tượng chỉ sống bằng niềm tin của con người chừng nào vẫn còn người bàn tán về nó thì thiết nhân nana xe còn bất tử cho dù đầu lìa khỏi cổ bao nhiêu lần thì vẫn có thể hồi sinh lại cả ba người cùng ngồi bàn tán cuzo tự hỏi không biết làm cách nào để tiêu diệt nó Điều Saki cần làm là cung cấp thông tin cái chết của Nana xe từ đó tiêu diệt truyền thuyết đô thị về vong linh của cô ta. Kotoko cô cô cũng đã cố gắng lồng ghép một câu chuyện để khiến mọi người không còn quan tâm đến Nana xe nữa và từ đó niềm tin về thiết nhân cũng mất dần. Ngoài việc ngụy tạo này ra dường như không còn cách nào khác, đó là lý do Kotoko cô cô cần thông tin chính xác từ cảnh sát. Đó chính là Saki. Cô nhanh chóng với lấy tập tài liệu trên giường Saki và mong muốn cô có thể hợp tác để tìm ra hung thủ thật sự. Dường như việc cảnh sát có diệt được Nana xe không vẫn chưa quan trọng bằng cái cốt là khiến mọi người tin vào việc Nana xe không phải một vong linh. Cả ba bắt đầu xem xét lại tài liệu. Hiện trường xảy ra cái chết của cô idol quá cố được cho là địa điểm dự định xây chung cư bị đình chỉ. Một cô gái đứng đó là bất hợp lý nên có thể ai đó đã gọi Nana xe ra. Theo báo cáo thì có thuốc lá rơi bên cạnh thi thể, có năm đầu lọc và một chiếc ô. Căn cứ vào độ tuổi vị thanh niên của Nana xe thì cô bị cấm hút thuốc theo luật. Cảnh sát cho rằng Nana xe đến hiện trường và hút ở nơi không ai biết tuy nhiên cô, Tô cô cũng nghĩ nana xe bị ai gọi ra và đứng hút thuốc trong lúc đợi điều này hoàn toàn có khả năng vì thời điểm xảy ra vụ án là lúc mưa to nên dấu chân của hung thủ cũng có thể đã bị rửa trôi phía cảnh sát đã đi sâu vào điều tra nhưng phát hiện ra không có vết tích liên lạc nào trong điện thoại của nana xe ngoại trừ số liên lạc với quản lý vậy nên hướng điều tra chuyển sang luận điểm tai nạn họ cho rằng trong lúc hút thuốc thì các thanh thép đột nhiên đổ súng và nana xe chết ngay lập tức tuy nhiên vì thế mà đã xảy ra một vấn đề khác mặc dù những thanh thép đổ từ ngay chính diện nhưng lại chẳng có bằng chứng gì cho việc nana xe tránh né nó tư thế chết của thi thể cho thấy cô ấy đã không tự vệ khi thanh thép đổ xuống nhưng cũng có giả thuyết là do người khác giết hung thủ làm nana xe mất tự do bằng cách đánh cho đến khi bất tỉnh và để cô ta nằm đó khiến các thanh thép đổ xuống và gây tai nạn như hiện trường xảy ra như nana xe bị giới truyền thông vây kín và bị tình nghi giết cha nên có giả thuyết cho rằng tinh thần cô ta đã đến giới hạn chịu đựng và rơi vào cái tình hình tự làm tự chịu rồi lúc đó những thanh thép ngẫu nhiên đổ xuống Nana xe cứ thế mà lơ đãng để bị đè bẹp cũng không có gì lạ. Và giả thuyết đó nghe có vẻ hợp lý nên cái còn lại về việc bị đánh ngất và làm đổ thép bị bác bỏ. Điều này dễ hiểu khi Nana xe đã quá mệt mỏi vì phải chạy trốn giới truyền thông nên dần nghĩ tới việc tự sát. Và người có động cơ giết người lớn nhất ở thời điểm bấy giờ là chị gái của Nana xe, Hatsumi. Lại có bằng chứng ngoại phạm. Và do không có nghi can khác nên sau khi phát hiện thi thể được một tháng mọi người đều cho rằng Nana xe tự sát. Phải kể đến nhờ cái chết của cô ta mà Hatsumi sẽ được thừa kế hết tài sản. Sự thật là trước đó chị gái Nana xe đã nói với mọi người em gái cô là nguyên nhân cái chết của cha. Ngoài ra trong cuộc điều tra Hatsumi đã liên tục đặt nghi vấn về việc em gái đang trong trạng thái tinh thần có xu hướng tự sát. Cô Toko ngồi im lặng nghe Saki nói hết rồi đưa mọi người đến hiện trường. Cô giơ cây gậy lên và vẽ hình ngôi sao năm cánh. Khi cả hai đang hoài nghi thì một vong linh hiện ra. Ông ta là một người công nhân đã hết và cũng tận mắt nhìn thấy cái chết của Nana xe. Sự thật là cô ấy đã để mặc cho những ống thép đè bẹp mình. Vậy cuối cùng các lập luận đã được kiểm chứng. Việc của cô Toko bây giờ là tạo ra một lời nói dối thuyết phục. Chỉ cần dựa vào Kuzo thì lời nói có thể trở thành hiện thực. Cuối cùng Saki chào tạm biệt cô Toko và Kuzo. Cả hai ra về trên chiếc xe đạp và nghĩ về thủ phạm sâu xa cho sự xuất hiện của Nanase. Kuzo hứa rằng sẽ tạo nên tương lai đúng hướng mà cô Toko mong muốn dù có phải chết bao nhiêu lần. Điều này khiến cô nhớ về lời nói khi đó của Kuzo. Cậu đã từng bảo sẽ có rất nhiều nhánh rẽ cho tương lai và những điều khó xảy ra nhất sẽ là các con đường dài và mù mịt. Koto cô Tô hỏi Kuzo rằng cậu có thấy nhánh rẽ nào khiến thiết nhân Nana xe chết không? Nhưng dường như cậu vẫn chưa nắm bắt được. Cô Tô Cô biết mình phải tìm cách tạo ra cơ hội cho Kuzo thấy được nhánh rẽ về Nana xe chết và cậu ấy có thể nắm bắt được nó. Sang sớm, Saki đến xác nhận thi thể của một người bị một vật cùn đánh nát phần đầu và mặt. Dù không thể xác định nhận diện hay dùng pháp y nhưng có thể khẳng định đó là Tezada. Tuy nhiên điểm đáng nghi ở đây là anh ta lại một mình tới cây xăng bỏ hoang giữa đêm. Trong điện thoại đã xác nhận có trao đổi cá nhân giữa Saki và Tezada thông qua tin nhắn nên cảnh sát gọi cô đến để tra khảo những việc Saki làm đêm qua. Cô chọn cách nói dối rằng mình ở nhà một mình. Những nhà báo đã bắt đầu đưa tin về cái chết của Tezada. Saki ngồi trong phòng suy tư thì bị sếp ghé thăm. Ông muốn biết liệu Tezada có đang điều tra về thiết nhân Nanase. Nhiều người muốn liên kết vụ này với thiết nhân vì Tezada bị đánh đến nát phần đầu và mặt. Nghe vậy Saki cúi gầm mặt xuống. Giá như cô nghiêm túc hơn cảnh cáo cho Tejada đàng hoàng thì đã không có vụ ám sát này. Dường như cô đã lạnh nhạt với Tejada nên việc này mới xảy ra. Saki cầm điện thoại bước lên sân thượng. Cô nhìn vào tin nhắn của cô Toko về việc muốn biết thông tin vụ án. Trong lúc đó cô Toko cũng đang kiểm tra thông tin về tiết nhân Nanase. Số lượng bài đăng đã khiến mọi người càng có niềm tin vào tiết nhân. Khi đang nhắm mắt thì Kuzo mở cửa bước vào. Cậu mua cho cô Toko một hộp sô-cô la rồi đút cô ăn. Vì muốn bạn gái có sức khỏe tốt nên Kuzo đã đặc biệt đặt phòng ở khách sạn để cô Toko có thể ngủ ngon lành. Nhưng nhiệm vụ trước mắt là điều tra vụ án sáng nay. Sau án mạng xảy ra thì biến cố cũng theo đó ập đến. Đa phần bình luận cho rằng đây là do thiết nhân Nana xe làm. Nếu tra cứu tên nạn nhân có thể biết được anh ấy là ứng cử viên tham dự Olympic môn judo. Một người như vậy bị đánh chết mà không hề phản kháng dường như rất bất thường tới mức dễ dàng liên tưởng đến Nana xe. Những lời đồn đoán trên mạng đều nói về thiết nhân Nana xe. cân đã lệch hẳn về một phía khó xử cho bọn họ. Khi Kuzo đang trầm ngâm thì có tiếng gõ cửa. Kotoko chỉnh trang lại bản thân rồi để cho Saki vào. Vì cái chết của Tezada mà cô vô cùng bất ổn. Saki muốn biết liệu đồng nghiệp có trở thành hồn ma đi lang thang trong thành phố không, nhưng không phải ai chết cũng trở thành ma. Saki không còn cách nào khác tập trung vào vụ án. Bây giờ họ cần hướng dư luận sang một vụ án mạng bình thường không liên quan đến Nanase. Nếu điều ấy được lan ra thì sự sợ hãi sẽ dần nhạt đi và biến mất. Lúc đó họ chỉ cần dùng sức mạnh của Kuzo chọn lấy tương lai phù hợp và tiêu diệt tiết nhân. Tuy nhiên hung thủ thật sự là Nana Xe. Nếu cảnh sát coi đây là mưu sát thông tin họ cần điều tra cũng nhiều lên và vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Vấn đề cấp bách hơn là thiết nhân Nana Xe đột nhiên hung bạo. Một khi ả à, ta đã thực sự gây ra án mạng, người ta sẽ đồn thiết nhân Nana Xe đã trở nên tàn ác và truy sát con người tới chết. Cứ đà này thì đêm nay sẽ có thêm án mạng. Kịch bản tệ nhất là hai người chết. Sự phổ biến của Nana Xe sẽ khiến cho con quái vật lớn mạnh đột biến. Đoàn điều tra của nhà đài đi xác nhận thông tin về thiết nhân Nana Xe đang tiến đến thành phố này. Nếu họ thật sự gặp Nana xe thì sẽ bị giết chết. Điều đó có nghĩa đêm nay họ cần đánh bại thiết nhân Nanae. Kotoko Cô Cô bắt đầu thu nhập thông tin từ phía Saki. Nếu không phải do vong linh gây ra thì phải tìm hiểu về thủ phạm gây án có thể giết Teyada mà không xảy ra xây sát. Cả ba bắt đầu xây dựng một câu chuyện không liên quan đến sát nhân xe để hướng dư luận đến một cách lý giải khác với một hung thủ không tồn tại. Nhưng họ nhanh chóng đi đến con đường cụt. Kotoko Cô Cô ngao ngán không biết cách giải quyết vấn đề. Saki thì vẫn mải mê suy nghĩ về câu chuyện ẩn dựng lên. Khi tất cả những câu hỏi sâu chuỗi lại với nhau, thì Saki nhận ra đây là một vấn đề cô cùng Nan giải. Kuzo bất ngờ lên tiếng về lập luận của anh. Dường như có người đang cố gắng duy trì sự nổi tiếng của Thiết nhân Nanae khiến nó không bao giờ tắt. Cách tốt nhất là bóc tách từng vấn đề bằng cách thử mọi tương lai. Dù cho Kuzo có phải chết nhiều lần nhưng nó lại hiệu quả. Cô Toko liền bắt đầu thi triển phép thuật. Cô đút lấy một miếng sô cô la và đứng lên đưa ra bốn kết luận có thể tạo dựng lên một thứ không có thật và trong đêm nay họ có thể tiêu diệt được Nanae. Kuzo tiến đến xoa đầu cô Toko, bất chợt cô bé nhắm từ từ mắt và ngã xuống giường ngủ. Kuzo và Saki đi ra ngoài để bàn luận tiếp. Cả hai cũng nói về chuyện của cô Toko và Kuzo. Dường như hai người vô cùng hợp nhau khiến Saki bất ngờ, chợt Saki nhắc đến Jika khiến Kuzo đứng hình. Cô nghĩ về người chị họ hơn cậu 3 tuổi qua đời trong khi cả hai đang hẹn hò. Khi họ đến thăm Jika, Saki bị bất ngờ bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Nhìn cơ thể gầy gò trước mắt, Saki không khỏi choáng váng. Kuzo giới thiệu Saki cho Jika rồi cô nhanh chóng rời khỏi chỉ để lại hai người trong phòng. Saki ngồi ngoài nghe được câu chuyện tự sát bất thành của Jika. Đó cũng là những ký ức mà cô nhớ đến tận giờ, dường như Kuzo bị trói buộc bởi Jika. Mặt cậu sầm xuống và nói ước gì Rika không tồn tại. Điều này cũng khiến Saki bất ngờ vì cô tưởng Jika đã mất từ lâu. Kuzo mặt mày tăm tối rời khỏi thang máy. Nhắc nhở rằng chị họ của cậu chưa mất. Khi cô Tô Cô tỉnh dậy thì hai người kia không thèm nói chuyện với nhau nữa. Không khí lạ lùng khiến cô khó chịu. Tưởng chừng như đã có những chuyện tình mờ ám giữa hai người từng thề non hẹn biển, Saki lên tiếng trước hỏi về Jika. Kotoko nghe vậy thì bình tĩnh kể lại tình hình bây giờ của chị họ Kuzo, dường như việc nhập viện là để nghiên cứu thể chất đặc biệt của Jika. Khi cô ấy xuất viện, Jika đã đề nghị việc sống chung với Kuzo. Cậu đã gọi cho Kotoko nhờ vả, cô nhận ra bạn trai mình đang ở bệnh viện để chăm sóc cho người chị họ. Chỉ cần đưa Kotoko chìa khóa dự phòng thì Jika sẽ được ở nhờ nhà cô. Và thế là tin đồn về cái chết của Jika lan ra sau đó. Tuy nhiên tung tích hiện giờ của cô dường như đã biến mất. Một tháng trước Zika nói đã tìm được công việc chính thức và nơi ở mới, vậy nên đã đến chào hỏi cha mẹ cô Toko và đột nhiên biến mất. Ban đầu Kuzo thể hiện là không lo lắng, nhưng chỉ hai tuần sau cậu gửi cho cô Toko một tin nhắn và biến đi đâu mất. Nhưng giờ khi cả ba tụ họp, Saki đã nhận ra đằng sau thiết nhân Nana xe chính là Zika. Kuzo đến với hai người cũng không phải do cô Toko gọi tới mà là do cậu ấy đang tìm Zika. Saki nghĩ rằng đã có chuyện gì xảy ra khiến Kuzo làm vậy. Cô, tô cô liền thú thực mình đã nghi ngờ khi zika sử dụng máy tính nhà cô tạo ra bách khoa toàn thư về Nanase khi các quái vật khác tìm tới cô ủy thác cô, tô cô đã tra tìm chứng cứ và phát hiện bức ảnh đầu tiên trên trang thông tin về thiết nhân Nanase là nét vẽ của zika và một năm trước khi cô, tô cô và Kuzo nhận ra zika tích cực vẽ lúc đó cô đã lên kế hoạch về việc tạo ra con quái vật tưởng tượng để tập trung vọng tưởng của hàng trăm nghìn người bằng cách chia sẻ một hình tượng quái vật thì tên gọi và ngoại hình là vô cùng quan trọng và hình minh họa tô màu cho câu chuyện là thứ hữu hiệu nhất Việc Nana Seikazin tai nạn chết có lẽ cũng được Zika tận dụng như nguyên liệu. Dù chỉ có một phần nhỏ, nhưng là một thần tượng trước công chúng. Những vụ tai tiếng, tai nạn mà chết đầy kịch tính. Chỉ cần chèn thêm một vong linh nào đó thì việc nó tiến triển thành yêu quái hay truyền thuyết đô thị là vô cùng dễ. Tin đồn vong linh của Nana Se đang ám lấy thành phố Makuzazaka có lẽ có từ trước đó. Nhưng người khiến nó bùng nổ là Zika. Việc tạo dựng tên và câu chuyện cùng với nó cũng là Zika. Kuzo đã nhận ra điều này khi đang tìm kiếm chị họ sau khi nhìn thấy bức tranh cậu ấy càng khẳng định và đi đến thành phố. Cô Tô Cô biết người yêu mình đang cố gắng giúp Saki không liên lụy đến vụ án. Dường như Zika vì muốn thử thách giới hạn nên đã tạo ra xe. Bỗng một con quái vật mèo xuất hiện thông báo sự hiện diện của thiết nhân Nanase. Cả ba cùng lái xe đến hiện trường. Lúc này Zika ở trong một căn phòng bí hiểm tự cầm dao cứa cổ mình. Máu bắn ra rồi nhanh chóng chui lại vào cổ cô ta. Thiết nhân xe cùng lúc đó đang đuổi đánh những vong linh khác. Cổ của Zika dần hồi phục. Cô ta đứng dậy nhìn vào những dòng bình luận trước mặt. Thầm đi đến chỗ bức tranh vẽ thiết nhân rồi nhìn ra ngoài bầu trời lớn. Cô Tô Cô vẫn đang ngồi phân tích tình huống. Chỉ cần những người trên mạng tán thành thì họ có thể lật ngược hiện tại. Hư cấu sẽ biến thành sự thật. Cô Tô Cô bắt đầu viết bài điều hướng dư luận. Liệu thiết nhân Nana xe có phải thật không? Hay thực chất là một câu chuyện giả dối dựa trên lời đồn và không hơn gì một truyền thuyết đô thị? Cô vừa viết vừa lo lắng cho Kuzo. Cậu liên tục bị giết rồi hồi sinh. Trong khi đó cô Tô Cô vẫn miệt mài viết lên câu chuyện không có thật. Cô khéo léo lồng ghép cái chết của thanh tra Tera và tiết nhân Nana xe với nhau để tạo ra nghi ngờ cho độc giả. Khi có người mắc câu, cô tiếp tục sâu chuỗi mọi việc và đưa ra kết luận vong linh Nana xe là không có thật. Tin tức này ngay lập tức dấy lên nghi hoặc của những người tham gia diễn đàn. Tokoto tô tô tiếp tục tạo nên một hung thủ không có thật. Hắn đã sao chép hình ảnh Nana xe và sau đó tạo liên tục những vụ án liên quan đến tiết nhân. Cảnh sát khi đối mặt với việc này dù ưu tú cũng bị làm cho hoang mang. Tera đã phát hiện ra điều này và đơn phương độc mã điều tra một mình lợi dụng điều đó hung thủ đã tấn công thanh tra Teyjada. giả thuyết vừa được đăng lên thì mọi người đã lũ lượt vào bình luận. có người vì dài quá nên không đọc, người khác tự hỏi căn cứ vào đâu và có độc giả cũng vì giả thuyết này mà không tin vào vong linh. cô Toko tiếp tục câu chuyện của mình. cô tạo dựng một hiện trường giả có thể giết được Teyjada bằng viên gạch và những dụng cụ đơn giản. một kế hoạch kỹ lưỡng được viết nên vừa đủ hoàn hảo để che lấp sự thật. khi thanh tra Teyjada đến nơi hung thủ đã thả cái móc treo chuẩn bị sẵn khiến cục gạch rơi xuống đập vào mặt tê Đa khi ông không kịp phòng bị việc đột nhiên bị tấn công là không thể dự đoán được khi thành công hung thủ thu lại vũ khí và phi tang giả thuyết đặt ra liên tục có những câu hỏi khác nhau tokoto bình tĩnh trả lời từng ý một có người bình luận về việc tại sao thanh tra tê Đa không tránh tokoto suy nghĩ một lúc lâu rồi dễ dàng giải thích câu chuyện mà cô toko thêu dệt đã được tính trước rất nhiều bỗng dưng một câu hỏi khiến tất cả mọi người đứng về phía đối diện cô toko. Đó là tại sao hung thủ phải làm một phương án phức tạp như vậy. Kotoko Cô Cô bị hỏi dồn dập nhưng vẫn dễ dàng trả lời, đó là vì kẻ giết người này muốn làm loãng vùng điều tra của cảnh sát, khiến họ không thể tìm ra hắn. Nếu một thanh tra to cao bị đánh dập đầu thì định hình của đối thủ cũng phải đủ lớn để có thể đối đầu với Tezada. Vì vậy hung thủ chọn cách ngược lại là dùng thân phận kẻ yếu của mình để khiến thanh tra lơ là cảnh giác. Nói cách khác kẻ này chính là phụ nữ và dường như thân thiết với Tezada, hung thủ có lẽ cũng biết rõ về truyền thuyết đô thị của tiết nhân Nanase. Từ đó có thể suy ra người tạo dựng tất cả chuyện này là một nữ cảnh sát công tác cùng một trụ sở với thanh tra Tezada. Cô Toko bắt đầu đưa ra những giả thuyết xảy ra khi hai người cùng chung cơ quan. Có thể động cơ ám sát là vì hung thủ bị phát hiện và tống tiền có lẽ vì quẫn trí nên cảnh sát hại đã bị xảy ra. Từ đó có thể thấy thiết nhân Nana na xe không có thật. Ngay khi lập luận này được phát tán, vô số bình luận quay xe tin rằng lập luận của cô Toko là đúng và hung thủ có thật. Giờ chỉ cần Kuzo chọn lấy tương lai dân tình ủng hộ cô Toko và tiêu diệt thiết nhân Nana na xe. Tuy nhiên Saki nhận ra những luận điểm của cô Toko đang chỉ rõ là mình. Cô sợ rằng mình sẽ bị sở trưởng hiểu lầm. Nhưng những lập luận này không giữ được lâu. Một vài bình luận đã nghi ngờ giả thuyết này. Họ cố gắng moi móc những lỗi thiếu trong luận điểm. Lúc này Kuzo vẫn bị đánh tới chết. Saki nhận ra Jika cũng có thể chọn lựa mà cô ta mong muốn. Đó là lý do dư luận có thể đổi chiều. Một trong số bình luận ở trong diễn đàn là do Jika viết. Dù trang này có rất nhiều người đọc và bình luận. Nhưng nó không bị sập hay hách. Điều đó có nghĩa Jika đã chọn ra một tương lai ít sự cố nhất, để có thể khiến người đọc càng tin vào thiết nhân Nanase. Lúc này Jika đã đứng một mình một chiến tuyến đối đầu với cô Toko và Kuzo, người yêu thần trí tuệ đang bị thiết nhân Nanase đánh cho thê thảm vẫn đứng lên đấu tranh với nó. Chỉ cần một số ít cư dân mạng tin vào giả thuyết con lắc thì những người khác cũng sẽ có một chút nghi vấn về thiết nhân. Lúc này số người tin vào vong linh sẽ ít đi và sức mạnh của thiết nhân sẽ mất dần. Bỗng một bình luận comment mình đã tận mắt nhìn thấy vong linh Nanase ngay lập tức nó trở nên mạnh hơn và phi thẳng thanh thép vào mặt Kuzo khiến cậu chết một lần nữa. Kuzo hồi sinh đứng dậy cùng lúc Kotoko cô cô viết tiếp lập luận thứ hai. Nếu không thể dùng lý lẽ chiến thắng sự vô lý, thì ta sẽ dùng sự vô lý để đối đầu. Chỉ cần thuyết phục được lý do tại sao vong linh kia hiện hữu, thì lẽ tất nhiên cách để nó biến mất cũng sẽ rõ như ban ngày. Chỉ cần hiểu rõ nguyên nhân là vong linh sẽ tự biến mất. Lập luận số 2 của cô Toko là thiết nhân không hề được dựng lên mà là một vong linh thật sự. Nếu vậy tại sao nó lại xuất hiện và tấn công con người? Kẻ giết thanh tra Tazada là Thiết nhân Nana Khi anh vô tình gặp vong linh Tazada đã bị tấn công và rồi bị đập nát. Việc hiện trường khó lý giải như thế là vì hung thủ là một vong linh, vậy thì mục đích mà Nana Kazin trở thành vong linh là gì? Cô ta còn mong muốn bất thành gì khi ở thế giới này? Cái chết của Nana Kazin được kết luận là một tai nạn gần giống với tự sát, vào tối đó khi thanh thép rơi xuống cô ta đã tuyệt vọng đến độ nghĩ rằng cứ thế đón nhận cũng được, hoặc có thể nói cô ấy mong muốn cái chết. Vậy mà tại sao giờ đây lại xuất hiện thành vong linh bất tán? Tại sao cô ta lại sử dụng thanh thép mà tự mình đón nhận để làm hung khí mà xuất hiện? Dựa vào việc này có thể thấy cô muốn trở thành ngôi sao và tư ngáng đường cô ta là cái chết của bố mình. Vậy nên thứ khiến Nana Seikazin không phải là do ốt hận thế gian mà là vì một sự bất mãn nào đấy. Có thể thấy cái chết của Nana Seikazin còn nhiều bí ẩn nên cô ta mới trở thành vong linh mà hung hóa. Tuy nhiên câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Sự thịnh nộ của Nana Se còn gì đó ẩn sau. Lập luận thứ hai này chính là một câu chuyện được viết ra để đào sâu vấn đề. Thực chất phải có người bẫy Nana na xe để khiến cô ta trở nên uất hận rồi trở thành vong linh. Người đầu tiên đã mang đến sự thống khổ cho Nana na xe với chủ đề nghi vấn sát hại cha ruột không ai khác là cha của Nana na xe. Ông ta đã viết trong bút ký của mình rằng con gái có sát ý với mình và điều này được phát hiện sau cái chết của ông ta. Tuy nhiên Nana na xe đáng lẽ có thể tìm thấy quyển nhật ký và phi tăng nó sau khi giết hại cha mình. Ngay từ giờ phút này cư dân mạng nổi sóng. Họ hoàn toàn bị câu chuyện mà cô Tô Cô thơ dệt làm suy nghĩ. Cô nói thêm người đã dẫn Nana Se Kajin vào cái bẫy này chính là cha ruột Nana Se, để biến thành công của con gái đổ bể. Ông ta đã tự sát và dàn dựng thành vụ mưu hại. Có lẽ sự bất mãn với con gái đã có từ lâu khiến ông ta lên kế hoạch đổ lỗi cho Nana Se khiến cô phải đứng mũi chịu sào. Truyền thông bùa vây cũng khiến Nana Se bị dồn đến đường cùng và chết. Khi lên thiên đàng cô ta đã gặp được người cha và nhận ra sự thật bị bố mình phản bội. Từ đó Nana Se trở nên thù hận và biến thành một vong linh độc ác muốn nói cho những người còn sống biết được sự thật. Dù câu chuyện có phi thực tế thì nó vẫn chứng minh đủ những dấu vết được để lại trong vụ án. Cô Toko còn đánh vào điểm yếu của cư dân mạng. Muốn họ cầu nguyện tiễn đưa cô ấy về lại thiên đường. Dần dần người đọc bị cắn câu khiến Nana xe yếu đi. Kuzo cũng dễ dàng đánh bại cô ta. Dường như Zika chắc cũng chẳng thể ngờ rằng đối thủ dùng phương pháp chính thống lại biến chuyển nhanh chóng như vậy. Kuzo cũng dễ dàng nắm bắt thực tại. Tuy nhiên Zika tiếp tục lái dòng chảy bằng cách nêu ra cái chết của Tezada. Nhưng cô ta không thể hoàn toàn phủ nhận câu chuyện của cô Toko. Điều này khiến việc tin tưởng vào câu chuyện càng cao hơn. Mọi người dần mong đợi vào câu chuyện khiến Zika tiếp tục tự sát để thay đổi thực tại. Lập luận thứ ba chỉ ra thiết nhân Nana xe là một vong linh giả được lập ra có mục đích. So sánh với trang phục khi chết và bây giờ có thể thấy Nana xe và thiết nhân Nana xe không phải cùng một người. Điều bây giờ cần là kiểm chứng về cái chết của cô thần tượng. Cô Toko dựa vào một bài phỏng vấn của chị gái Nana xe để khiến mọi người tin hơn khi việc tự sát là do gia đình. Có thể người chị đã nghi ngờ liệu Nana xe thực sự đã chết hay chưa cô ta cho rằng người bị thanh thép đè bẹp có khả năng là người khác nếu dựa vào những chứng cứ được xác minh thì có thể thấy một lỗ hổng trong khâu nhận định con người điều quan trọng ở đây chị gái nana se đã nghi ngờ người chết trước mặt người cho truyền thông biết được về bút tích của cha mình cũng là nana se hatsumi có nghĩa mối quan hệ chị em cũng không tốt đẹp tuy nhiên việc gửi bút tích của cha cho giới truyền thông đã tạo ra hệ quả vượt xa tưởng tượng của mình thế nên cô ta đã vô thức nói ra nghi hoặc trong thâm tâm hatsumi sợ rằng em gái chết là để báo thù mình cô sợ mình sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Điều này ám ảnh Hatsumi đến nỗi cuộc sống của cô ta bị đảo lộn. Và dường như có người muốn giúp đỡ cô chị gái bằng cách giả danh vong linh Nana xe để chứng minh là Kazin đã chết. Thủ phạm có thể là người dư giả thời gian và lúc nào cũng giúp đỡ Hatsumi. Khi hắn ta đang hành sự thì bị thanh tra Tezada phát hiện. Quẫn quá hắn đã ra tay sát hại anh và trở về với Hatsumi trong hình dạng khuôn mặt đen xì. Luận điểm này đã giúp cô Toko kéo được lòng tin mọi người. Tuy Nana xe yếu đi nhưng Kuzo vẫn bị cắt nửa người. Saki ngồi bên trong mà không khỏi sợ hãi. Bỗng một bình luận đặt ra câu hỏi về tính cách của thiết nhân. Đây là câu hỏi mà Jika dùng để điều hướng dư luận. Ngay lập tức tương lai chiến thắng Kuzo sắp chạm được đứt toát. Lập luận này khiến cả ba rơi vào tình thế khó. Kotoko tiếp tục bình luận điều hướng dư luận. Có lẽ Jika đang cho rằng cô cố gắng loại bỏ từng bước tầm ảnh hưởng của chị ấy. Nhưng đây là cái bẫy của Kotoko. Những lập luận trước đó của cô đều móc nối với nhau. Còn Jika chỉ một lòng hướng đến tương lai mọi người mất lòng tin vào việc Nana Seikazin không phải một vong linh. Vậy nên không có lý do nào để đập đổ lập luận của em từ lý luận căn bản. Chỉ cần đập đổ kết luận của cô Toko là Jika hoàn thành mục đích. Tuy nhiên nếu chọn việc phá hủy từ những phần nhỏ nhặt ngoài kết luận, cô ấy sẽ càng gây chú ý hơn. Vậy nên Jika chỉ còn cách lựa chọn phương pháp đơn giản nhất. Từng hành động toan tính của Jika và từng tương lai cô ấy chọn đều được cô Toko tính toán sẵn. Cô đã chuẩn bị xong và bắt đầu phóng thích cú đánh cuối cùng. Lúc này Kuzo đang nắm lấy tương lai giết chết Nanase. Dù bị hụt mất nhưng Kotoko dễ dàng cầm lấy cho anh, máu bắt đầu liền lại. Kuzo sống dậy dơ nắm đấm về phía thiết nhân. Kotoko nêu luận vong linh Nanase hoàn toàn là hư cấu, những lập luận trước đó đều chỉ là bước đệm để tiến tới chân tướng sự thật. Kotoko chỉ ra rằng thủ phạm thật sự là Nanase, những lập luận này khiến cư dân mạng hoang mang. Nếu Nanase Kazin vẫn còn sống thì làm gì có thiết nhân Nanase? Cô Toko cô bắt đầu nêu ra giả thuyết khi Nana Sekajin mất cả gia đình và bị cuốn trong cô độc, chỉ cần đợi một thời gian tin đồn sẽ dịu xuống. Làm thần tượng có lẽ vô vọng rồi nhưng Nana Se vẫn còn trẻ. Chỉ cần làm lại từ đầu là được. Khi đang suy nghĩ Nana Se nhận ra một người có ngoại hình tương đương với mình. Cả hai ngồi tâm sự trong quán nước và Nana Se đã đưa cô gái đến khách sạn của mình khi ích động và đồ của Nana Se cô ta đã nhanh chóng xóa dấu vân tay trong phòng. Ích hẳn có lý do để giúp đỡ Nana Se việc phụ thuộc vào cô ta khiến ích nghe lời cô ta trở thành thế thân kajin và lôi kéo sự chú ý của báo đài khi ích mặc đồ của nana xe và đội tóc giả cô ta bảo ích đến địa điểm đã hẹn rồi đánh ngất cô ấy bằng một cây gậy sau đó nana xe đạp những chiếc thanh sắt lên người cô gái đáng thương khiến khuôn mặt bị biến dạng không thể nhận biết nana xe sau khi ngụy tạo hiện trường đã rời khỏi đó và sử dụng danh tính của ích bắt đầu cuộc sống mới cô ta đã phẫu thuật chỉnh hình để người khác không nhận ra lập luận này chỉ ra rằng vong linh nana xe kajin không thể hiện hữu được Vậy nên cả thiết nhân Nana xe cũng là do Nana xe Kazin dựng lên. Điều này khiến dư luận dậy sóng. Kuzo cũng dễ dàng đánh bại được Nana xe. Jika dùng dao đâm vào người mình. Kuzo cũng cầm thanh sắt lên đâm vào ngực. Các tương lai bị họ liên tục thay đổi cùng với những lập luận khác của người trong diễn đàn. Những bí ẩn dần dần được giải đáp. Mọi người ở khắp nơi đều cùng nhau tìm ra những khúc mắc trước đó trong câu chuyện. Diễn đàn biến thành nơi để đọc giả dùng trí tưởng tượng chứng minh thiết nhân Nana xe không tồn tại. Cùng lúc này, một chiếc dây đen chui ra từ mặt thiết nhân cuốn chặt lấy người Kuzo và khuôn mặt cậu. Khi nó tiến sát đến gần bỗng cơ thể thiết nhân Nana xe dần đau đớn và quằn quại. Jika không còn một dòng chảy tương lai nào có lợi nữa. Dù đưa ra luận điểm nào cũng bị Kotoko phản lại. Hàng đêm Nana xe đã tự đóng vai hồn ma của chính mình khiến tin đồn lan ra và cái tên nổi tiếng trên mạng. Và để nó trở nên hiệu quả hơn, Nana xe đã tạo ra vài thủ đoạn. Chính là tự mở bách khoa toàn thư về thiết nhân Nana xe. Lúc này Jika không biết nên làm gì nữa. Cô Tô cô thuật lại những hành động mà Zika đã làm để phản lại bình luận trước đó của cô. Người đọc cũng dần đứng hết về phía cô Tô cô. Thần trí tuệ còn nói thêm về sự gặp mặt giữa thanh tra Tê và Nana Xe. Một thanh tra tin rằng thiết nhân Nana Xe là con người đã phát hiện ra cô. Dù khuôn mặt khác nhưng chiếc ngực bự giống Nana Xe đã khiến anh phải chú ý. Tuy hoàn toàn là lời nói dối nhưng nhiều độc giả cũng theo đó mà tin. Tê đã dừng xe lại và hỏi han về cô. Khi thốt ra tên Nana Xe anh bị đánh ngất bằng đèn pin nhìn thấy cơ hội Nana Xe đã chớp lấy và tạo dựng hiện trường giống thiết nhân Nana Xe gây ra, và sau khi xóa mọi dấu vết cô ta đã chạy trốn khỏi hiện trường. Cô Tô Cô thách thức Nana Xe ra mặt nếu không cô sẽ tìm đến tận nơi. Zika đâm vào người thêm một lần nữa để thay đổi tương lai nhưng giờ các bình luận đều tin rằng Nana Xe vẫn còn sống. Kuzo cuối cùng cũng quyết định được tương lai. Anh cầm thanh sắt đứng dậy, đập mạnh vào mặt của thiết nhân Nana Xe. Khí đỏ đen thoát ra từ khuôn mặt của thiết nhân. Kuzo ghim chặt thanh sắt xuống dưới. Số lượng khí nhiều đánh bật cậu ra khiến Kuzo phải lùi lại. Cơ thể Nana xe bắt đầu phân rã rồi nứt toác ra. Cả thanh sắt cũng theo đó mà biến mất. Âm mưu của Zika đã bị đạp đổ. Cô Toko nhận được thư điện tử của chị họ Kuzo về việc hai người họ ngang chân. Nhưng cô bé vẫn bình tĩnh uống nước rồi đi ra ngoài. Cô đi đến chỗ Kuzo. Cậu giơ tay chào rồi tiến đến chỗ người yêu xoa đầu. Cô Toko đút cho Kuzo một quả chuối để hồi năng lượng. Những quái vật khác cũng xuất hiện vui mừng rồi bế cô bé lên ăn mừng. Mọi người đều hân hoan vì thiết nhân Nana xe đã biến mất. Cả ba trở về nhà sau một ngày dài. Cuối cùng những ngày tiếp đó mọi người không còn bàn tán về tiết nhân Nana xe nữa. Những câu chuyện trước đi vào dĩ vãng. Chỉ còn Zika là vẫn còn đau đầu về cái chết của Tê Zada. Cô quay lại nơi đồng nghiệp chết. Nhìn những bó hoa cúc trước mặt. Saki ngả mũ cúi đầu chào tạm biệt người tình lần cuối. Cô trở lại cuộc sống thường ngày. Đến tối Kuzo bất ngờ xuất hiện. Hai người đến một quán ăn vắng người rồi nói về chuyện Kuzo muốn trở về người bình thường. Cho rằng năng lực đó có nhiều tài năng nhưng Saki biết nó cũng đồng nghĩa với việc Kuzo khó có thể trở lại ban đầu. Kuzo bắt đầu nói về Zika và suy nghĩ của cô giống cậu. Saki hiểu ra người con trai trước mặt vẫn còn yêu Zika. Tuy nhiên cho dù mục đích là gì đi nữa thì Kuzo biết Kotoko cô cô sẽ không đồng ý việc này. Cả hai bắt đầu bàn luận về những chuyện khác. Nhưng họ đều biết mình không thể trở lại mối quan hệ ban đầu. Kuzo cũng đã yêu Kotoko cô cô nên anh đang sợ Zika nhắm vào người yêu mình. Trong lúc giải quyết tranh chấp Kotoko cô cô đã bị thương nhiều lần. Thật tình trước đó Kuzo không muốn Kotoko dính dáng đến sát nhân Nanase. Cậu dãy bày mọi thảy với Saki, dường như ai cũng có câu trả lời riêng. Hai người chào tạm biệt nhau lần cuối. Lúc này Kotoko đang đằm mình trong nước khó hiểu vì sao dạo gần đây mình ngủ nhiều thế. Ngay khi Kuzo vào phòng cô liền chạy ra ngoài vồ vào người bạn trai. Thế là cả hai cùng nhau ngã trên giường. Sau khi trả phòng, Kotoko ra vẻ giận dữ vì phải ngủ quá nhiều. Cả hai ra ngoài trong tiếng cầu nhau của Kotoko. Bất chợt Kuzo hỏi về công chúa Iwagana cậu kể rằng công chúa và người chị của mình đều được gả cho nini Jinomi koto nhưng anh ta chỉ cưới mình công chúa sakuza và gửi igawana về nhà chuyện này chọc giận cha họ ozamatsumi vì không thể nối dõi dòng máu vĩnh cửu trong iwagana nên sinh mệnh của cha họ và hậu nhân ngắn lại chỉ cong như hoa trên cành ý là kuzo cũng là kẻ bất tử nên người anh thuộc về nên là iwagana câu này khiến koto cô tuy cảm động nhưng giận dữ vì công chúa iwagana xấu xí nhưng kuzo lại bảo cô xinh đẹp hơn hoa khiến koto đỏ mặt đi trước Jojo đi theo phía sau và cả hai cứ thế tự nhiên nắm tay nhau.